TikToker triệu follow lăng anh SVM bị tác động vật lý vì giật chồng đi khách sạn với chủ tịch. Thông tin nữ TikToker đình đám trên mạng xã hội với loạt series phim ngắn Hà Lan Anh mới đây bị một người phụ nữ đến tận văn phòng tác động vật lý vì cướp chồng người khác. Ba mặt một lời về việc rủ quến chồng người khác gây xôn xao dư luận. Lan Anh SVM được biết đến là nữ diễn viên đã có rất nhiều thời gian hoạt động trong nhóm SVM. Cô nàng được cộng đồng mạng dành cho nhiều sự yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng. Đặc biệt hơn cả, nét diễn vô cùng tự nhiên chính là điểm mấu chốt để Lan Anh SVM thu hút được một lượng lớn những khán giả trung thành cho kênh SVM cũng như cho bản thân mình. Ngoài ra, cô nàng còn có thành tích học tập tương đối khủng tại ngôi trường mà cô theo học. Điều này khiến Lan Anh SVM trở thành một nữ diễn viên được netizen cực kỳ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền các đoạn clip tố nữ TikTok triệu follow này giật chồng người khác. Cụ thể, trong đoạn clip, người phụ nữ được cho là vợ của một vị chủ tịch đến tận văn phòng SVM để tìm gặp nữ TikToker Lan Anh để hỏi cho ra lẽ cũng như đã có màn tác động vật lý đối với cô. Thậm chí, vợ của vị chủ tịch đã tra hỏi Lan Anh rằng bản thân cô đã nhắn tin cho chồng cô, cả hai thường xuyên đi khách sạn để quan hệ. Thậm chí, người phụ nữ này còn cho biết nữ TikTok này mỗi khi đóng cọc với ai thì cô đều rủ quến qua lại với người đó. Ngoài ra, cô còn dẫn cả Hà Lan Anh về tận nhà mình để ba mặt một lời đối chứng với vị chủ tịch này. Trước hành động dứt khoát của cô vợ, Hà Lan Anh có vẻ sợ hãi, đồng thời nhận sai trước mặt chính thức. Nữ TikToker còn thừa nhận bản thân cô có tình cảm với nam chủ tịch. Ngoài ra, vợ của vị chủ tịch này còn cho biết cô khá là tin tưởng nữ TikToker. Thậm chí trước đó, vị chính thức này còn dành nhiều lời khen cho Hà Lan Anh, từng ngỏ lời giúp đỡ cô, nhưng không ngờ nữ TikToker này lại cướp chồng của mình. Sau khi những đoạn clip post Hà Lan Anh SVM ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ bởi ở trên phim hay trên mạng xã hội. Lan Anh thường gắn mắt hiền lành, nhẹ nhàng và biết cách sống trước sau, nhưng ngờ đâu phía sau những vai diễn lấy được cảm tình của khán giả thì cô lại là một tiểu tam. Cô trên phim thấy xinh đẹp, hiền lành vậy mà ngoài đời lại như thế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Giật chồng hay không thì không phải lỗi của một mình em này mà lỗi cũng ở chồng chị nữa. Về hỏi và dạy lại chồng luôn đi. Thích Lan Anh đóng mấy series phim ngắn cô nhân viên văn phòng và vị chủ tịch lắm. Nhưng ai ngờ ngoài đời lại đi giật chồng người khác. Một số ý kiến của cộng đồng mạng trước việc nữ TikToker Lan Anh bị đánh ghen. Hà Lan Anh là một người mẫu ảnh, diễn viên của nhóm SVM, huyền thoại trên Facebook và YouTube. Tìm từ khóa trên Lan Anh SVM trên Google tìm kiếm sẽ hiện ra hàng nghìn kết quả. Có thể thấy sức hút của cô nàng 9X này không hề nhẹ. Chính nhan sắc xinh đẹp và nét diễn vô cùng tự nhiên của Lan Anh đã giúp cô thu hút được một lượng lớn những khán giả yêu thích trên kênh SVM cũng như yêu mến bản thân mình. Ngoài ra, cô nàng xinh đẹp này còn là một sinh viên giỏi của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lan Anh SVM trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua những series phim của nhóm SVM. Nụ cười hiền hòa, nét diễn tự nhiên đã giúp cô chiếm đoạt được cảm tình của đông đảo người xem. Ban đầu cô nàng chỉ nghĩ rằng đóng mấy vai quần chúng để có thêm thu nhập, để đỡ gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng bất ngờ là những vai diễn của cô lại được nhiều người yêu mến. Cũng chính tình yêu khán giả dành cho cô đã khiến cô cảm thấy yêu nghề diễn hơn rất nhiều. Cô cảm thấy may mắn và biết ơn những tình cảm mà khán giả dành cho mình. Trên mạng xã hội, Lan Anh SVM là một người nổi tiếng và ở trường học cô cũng là một diễn viên giỏi giang và năng động. Cô rất tích cực tham gia những hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của trường lớp và vẫn có thể tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, báo ảnh loại giỏi. Thành công ở lĩnh vực diễn xuất, cô nàng 9X luôn khiêm tốn, nhận mình may mắn. Thế nhưng, những gì cô đang làm và đã đạt được đều không hẳn là do may mắn mà còn chính bằng sự nỗ lực và khả năng của mình. Dù được giao cho vai chính khiến lịch quay của cô bị nhiều hơn, thế nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để không bị ảnh hưởng đến việc học. Cô luôn định hướng cho những mục tiêu lớn trong đời của mình bằng cả sự quyết tâm, nghiêm túc với mục tiêu dài hơi và lên kế hoạch rõ ràng cho từng chặng nhỏ.